Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang ghi nhận rất nhiều các cái ổ dịch chân tay miệng. Đấy. Và những cái biến chứng nguy hiểm của chân tay miệng ấy, nó gồm những cái biến chứng gì và cái dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết. Cái chân tay miệng về cơ bản nhé, nếu chúng ta chăm sóc đúng ấy, thì nó sẽ nhanh khỏi. Còn nếu như mà bị nhiễm cái chủng EV71 và chúng ta chăm sóc không có chính xác thì nó gây ra các cái biến chứng về chân tay miệng. Và cái chân tay miệng này nó nguy hiểm một cái biến chứng. Còn cái chân tay miệng thì bản chất nó virus, thì cái đề kháng của nó sẽ tiêu diệt cái con virus này, và kháng sinh không có tác dụng, hay là bạn uống corticoid nó không có tác dụng. Thì tăng đề kháng nó bằng cách nào ạ? Chúng ta dùng cái vitamin tổng hợp Zinbi, đúng không? Đấy. Và cái men vi sinh Zinbi, đấy, cái men Zinbi này nhá, cái men Zinbi này, tại vì nó là virus đường ruột, các bạn hiểu chưa? Thì những cái biến chứng của chân tay miệng ở đây gì ạ? Một, đó là biến chứng thần kinh. Đây là biến chứng nguy hiểm nhất các bạn nhé, rất nguy hiểm. Đấy, đó là viêm bằng não này, viêm thần não này, đấy, rồi thì viêm não này, rồi viêm não tủy này, đấy, rất nguy hiểm. Đó là những cái biến chứng mà chúng ta không mong muốn, và cái biểu hiện của nó là rung giật cơ, đấy, rồi co giật từng cơn khoảng 1-2 giây. Đấy, và nó thường xuất hiện khi trẻ bắt đầu vào giấc ngủ, hay là khi mà chúng ta cho trẻ nằm ngửa. Vì khi nằm ngửa thì chân tay nó để thả lỏng, thì cái lúc đó ấy, cái việc mà rung giật cơ như vậy nó rất là dễ nhìn thấy được. Nhá, đấy là biến, đấy là cái đầu tiên này. Thứ hai này là bé bứt rứt này, run chi, tức chân nó run và đi loạn choạng, rồi mắt cứ nhìn ngược này. Nhãn cầu của nó ấy, nó không ổn định, các bạn nhìn nó không ổn định đấy. Rồi chân tay của nó bắt đầu là co cứng lại, rồi thì nó có thể hôn mê nặng nữa, đúng không? Kèm theo như suy hấp, suy hoàn. Đây là biến chứng nặng các bạn nhá. Cái thứ hai nữa là cái biến chứng liên quan đến tim mạch hô hấp ở đây, nó chính là gì ạ? Nó là viêm cơ tim, rồi phù phổi, đúng không? Rồi viêm phế quản, viêm phổi. Đấy, thì cái biểu hiện ở đây đó là môi nó tím tái, chân tay nó lạnh. Đấy. Đương nhiên là huyết áp nó tăng, thì các bạn ở đây chúng ta không có cái dụng cụ đo, nhưng mà chúng ta chỉ có quan sát gì ạ? Bé là gì ạ? Thở nhanh này, đúng không ạ? Rồi thì môi nó tím tái, rồi chân tay đổ mồ hôi, rồi tứ chi nó lạnh nha. Thì đấy là cái biến chứng mà liên quan đến tim mạch, đến hô hấp. Đấy, rồi bệnh khó thở, thở nhanh, thở gấp. Đấy là các dấu hiệu liên quan đến đường hô hấp, thì các bạn cũng có thể quan sát thấy khi mình đang chăm sóc con bạn. Rồi đấy là các cái biến chứng nguy hai cái biến chứng nguy hiểm nhất nhá. Đấy, và vấn đề ở đây các bạn xem video này là để các bạn phải nhận biết biến chứng sớm để chúng ta phải đi khám kịp thời. Thì làm thế nào để mình chăm sóc con mình để bé nó không bị các cái biến chứng như vậy, đấy là cái mấu chốt của video này. Còn nếu như mà các bạn để các bạn bị biến chứng như vậy rồi, xử lý rất vất vả, đúng không? Thì cái mấu chốt này, phần quan trọng nhất của video này này, đúng không ạ? Đó là làm thế nào để các bạn nhanh khỏi và không bị các biến chứng như bác vừa chia sẻ trên, tại vì nó ảnh hưởng đến sự phát triển của bạn và thậm chí ảnh hưởng suốt đời nhé. Chân tay miệng thì nó có các cái dấu hiệu là sổ mũi, ho, đau họng, đúng không? Đấy, nó khởi phát giống như các loại virus cúm khác, thì chúng ta không nhận biết được bình thường, đúng không? Thì chúng ta cũng đừng cho bé dùng ngay kháng sinh nhé, phải theo dõi bé này. Đúng chưa? Sang giai đoạn toàn phát, tức là bé bắt đầu sốt và nổi các cái nốt mỏng phỏng ở miệng, ở chân, ở tay. Thì khi bé nổi phỏng vậy, đầu tiên chúng ta cần phải đi khám. Đầu tiên là phải đi khám. Tại sao phải đi khám vậy? Đi khám để ta đánh giá cái tình trạng của bệnh, để bác sĩ kiểm tra xem có đúng chân tay miệng hay không, và bác sĩ sẽ cho cái lịch khám hàng ngày. Khám hàng ngày, hãy nhớ từ khóa là khám hàng ngày ở đây nhé. Đấy. Thì chăm sóc như nào? Thông thường ấy, chân tay miệng với những trường hợp nhẹ thì chúng ta thường chăm sóc ở nhà. Ví dụ bé sốt thì chúng ta trên 38 độ năm, còn kèm mệt mỏi ly bì chúng ta cho bé dùng hạ sốt, ví dụ là cái paracetamol. Không được dùng các cái thuốc cảm cúm nhá, vì cảm cúm có thêm các thuốc như là chlorpheniramine này, nó có thêm các cái thuốc khác nữa, và trong đó nó có cả paracetamol. Và khi bạn dùng và có bạn sốt thì bạn cho dùng hạ sốt với cái liều là từ 10 cho đến 15mg trên một cân nặng trên một lần. Đấy, thì nó sẽ bị quá liều và nó hỏng gan con bạn. Cho nên là không dùng bất kỳ loại thuốc trị cảm cúm nào các bạn nhé. Chỉ nên dùng cái gì ạ? Hạ sốt mà nó chỉ có thành phần duy nhất thôi, đó là paracetamol. Vì có thuốc là Habacol, vị cam, vị chanh thì đúng không? Hoặc là các bạn có thể dùng cái Efferengan. Và khi các bạn nó không uống nó nôn thì bạn có thể dùng viên đút đút hormone viên đạn nhá. Đấy là đầu tiên về hạ sốt cho bé. Và chăm sóc trẻ bé như nào ạ? Chúng ta cho bé ăn những đồ dễ tiêu hóa, những đồ lỏng dễ tiêu hóa, cháo, súp, đừng có cho quá nhiều thịt nhé, có thể cho lòng đỏ trứng này, đấy, có thể là thịt bò, thịt lợn này, chúng ta nấu cháo loãng cho trẻ ăn, hoặc là nấu súp cho bé ăn, và có thể cho bé dùng sữa. Đấy. Ngoài ra thì với bé bị chân tay miệng thì bạn dùng thêm cái vitamin này,
bắt buộc dùng Zimin nhé. Đó là gì ạ? À, vitamin Zimin này. Với trẻ từ 1 đến 3 tuổi bạn dùng 0,5 ml, và trên 3 tuổi bạn dùng 1 ml một ngày cho bác. Được chưa? Đấy. Trẻ từ 6 tháng cho đến 1 tuổi thì dùng là 0,25 ml một ngày, phải dùng liên tục trong 1 tháng để giúp cho cái đề kháng béo tăng lên thì nó mới nhanh khỏi được. Và chính vì trên miệng ấy, nó là cái virus làm trong đường ruột thì bạn phải dùng thêm cái men vi sinh Zimin cho bác. Đấy, từ 6 tháng cho đến 1 tuổi bạn dùng 1 gói một ngày. Và từ 1 tuổi đến 3 tuổi bạn dùng 2 gói một ngày. Và từ 3 tuổi trở lên bạn dùng 3 đến 4 gói một ngày, và dùng liên tục trong 1 tháng để giúp cái sức đề kháng đường ruột nó tăng lên, để nó kìm hãm cái con virus gây chân tay miệng đường ruột. Vì nó là đường ruột đó các bạn nhá. Đây là cách chăm sóc như vậy để cho bé nhanh khỏi. Cái thứ hai nữa là gì ạ? À, để tránh các cái biến chứng thần kinh, cái biến chứng liên quan đến hô hấp tim mạch, thì mỗi 1 ngày bạn phải đi khám 1 lần, hoặc là 2 ngày bạn phải đi khám 1 lần. Chứ để nó bị như vậy rồi nó chuyện gì nữa, đúng không ạ? Thì cái việc quan trọng nhất đây là chăm sóc và đi khám định kỳ như nào. Nên là phải tìm cái phòng khám gần nhà, mình khám định kỳ mỗi ngày mỗi ngày. Thì phần đó bạn chưa rõ thì comment ở đây, bác sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bác nhé. Trên kênh có hơn 1.200 video, đó là các phác đồ hướng dẫn và hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ nuôi con khỏe mạnh, tiết kiệm rất nhiều tiền bạc các bạn. Và hãy mua ngay cuốn sách này nhé. Đây là vũ khí của các bạn, không có gì ngoài cuốn sách này cả. Giúp bạn nuôi con khỏe mạnh, cứ làm đúng theo những gì bác hướng dẫn thì bạn sẽ thấy là con bạn không bị ngăn này, tăng cân tốt này, phát triển tối ưu chiều cao này, và sao tiết kiệm tiền bạc thời gian các bạn. Rồi chào bạn, chúc bạn luôn khỏe mạnh. Làm thế nào để con luôn ăn ngon ngủ kỹ? Làm thế nào để con không ốm? Nếu có ốm cũng trôi qua nhẹ nhàng. Làm thế nào để con thông minh, cao lớn và khỏe mạnh? Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chẳng có trường lớp nào dạy bạn phải làm sao cho đúng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, dược sĩ Trương Minh Đạt đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn mẹ bỉm giúp tránh khỏi các sai lầm khi nuôi con nhỏ, để cho các con luôn khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng của một gia đình thịnh vượng, giúp các mẹ nuôi con không còn những nỗi vất vả mà là một hành trình hạnh phúc.